ba mẹ uống cho mau khỏe để chơi với cháu nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MyVitatron được chiết xuất từ thiên nhiên, giúp hồi phục và tái tạo mô xương khớp, hỗ trợ các trường hợp thoái hóa khớp và tăng tính linh hoạt vận động khớp. Trái tim yêu thương cùng MyVitatron, sao không coi là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chiến thắng cùng con do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn MyVita đã đồng hành với chúng tôi. Đây là một sân chơi dành cho những trẻ có hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, thưa quý vị. Một sân chơi có thể nói rất là đặc biệt dành cho các bạn, và mong rằng sân chơi này sẽ được lan tỏa để có thể hỗ trợ và chia sẻ giúp đỡ các bạn để có thể hòa nhập với cộng đồng, để phát triển bình thường như bao nhiêu trẻ em khác. Và xin giới thiệu chuyên gia ngày hôm nay, thạc sĩ Hoàng Văn Quyên. Chào MC Quyền Linh, dạ. Chào các anh chị xem đài. Bác Quyên có thể thấy đây là một chương trình rất là đặc biệt mà gần như là rất ít xuất hiện trên truyền hình không? Đúng, thông thường thì các truyền hình là talk show cho những chuyên gia nói về trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì rất là nhiều. Tuy nhiên mà những cái chương trình mà làm thực tế trên trẻ và trên phụ huynh thì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được. Thật ra thì có rất là nhiều bé bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ đó, các bé chỉ ngồi một góc, chỉ chơi một mình, gần như cũng không nghe là ai cả. Vậy thì với các bé bị rối loạn phổ tự kỷ nặng như vậy đó thì chúng ta có những cái phương cách nào thưa bác Quyên? Nếu mà thật sự bé mà rơi vào trường hợp mà trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở cái mức độ mà giao tiếp tối thiểu thì mình hay gọi là mức độ nặng đó, thì các bé đó cũng có cơ hội chứ không phải là hoàn toàn là bế tắc. Những đứa bé đó đặc biệt là phụ huynh phải tham gia vào cùng với con. Cái thứ hai, phụ huynh tìm xem thử con mình sẽ thích cái gì và con mình sẽ làm được cái gì, từ đó mình sẽ hỗ trợ cho các bé. Và bây giờ thì Quyền Linh mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hình ảnh của các bé trong chương trình ngày hôm nay. Bé đầu tiên đó là bé Huy, xin mời. Yeah, và đến với chương trình của chúng ta đó chính là bạn Nguyễn Minh Huy, 7 tuổi, với ước mơ trở thành người thực thi và bảo vệ công lý. Here we go. 2 tuổi rưỡi có dấu hiệu báo trước, nói nhiều từ nhận biết lúc lên 3. Hiểu một số nguyên tắc từ phục vụ, chăm chú tập trung với tiếng bất ngờ quá. 3 tháng kế nói câu dài 7 chữ, hát vài bài đọc được cả thơ. Biết bắt trước tủi thân không còn nữa. 1 buổi mầm non, 1 buổi với cô cũng đã được lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Gia đình bạn bè bên cạnh theo từng ngày con lớn, giữa chốn đông đúc con vẫn bình tĩnh ngồi chơi và bắt đầu thích cắt tóc đẹp như mọi người. Yeah yeah, vô lớp một nhanh như các bạn. Thích đi biển hay cả đi chơi, ước thành công an bị bắt cướp hay kiến trúc sư thời đại mới. To 3-1 tiếng anh rất giỏi, học hành tiến tới cả hơn cô. Kỳ thi tới con sẽ làm tốt, mỗi ngày thêm lớn và thêm khôn. Yeah yeah, mỗi ngày thêm lớn và thêm khôn. Yeah yeah yeah. Ba công mấy? Phép cộng có cộng bằng 10. Tám cộng 8 còn mấy nữa? 8 cộng 4. Đúng rồi. 2 cú đẹp. Mấy cộng 5 bằng 12. Giỏi. Minh Huy của mình được như ngày hôm nay á, mình rất là vui và hạnh phúc. Từ lúc mà phát hiện bé rối loạn phổ tự kỷ á, là lúc đó bé không có nói chuyện, nói nhảm linh tinh không à. Đi thì nhón chân, rồi ăn thức ăn mềm, rất là tăng động. Căng thì bé được khoảng 6 tháng là bé bắt đầu nói chuyện bập bẹ. Rồi khoảng 4 tuổi là bé nói chuyện rành rẽ luôn. Có thể là làm những cái công việc nhẹ nhàng ở trong nhà. Bây giờ là bé được đi học tiểu học được trường bình thường luôn, hòa nhập với các bạn, hòa nhập với cộng đồng. Nhưng mà bé cũng còn một vài thiếu sót, kiểu như mình chưa có biết cách tương tác với người lạ hay là bạn mới gì đó. Muốn giảm tăng động cho bé là thường thường là bắt ba của bé là đi tập thể dục với bé, chạy vận động ở ngoài, chạy xe đạp, chạy bộ. Nói chung làm bất cứ những cái việc nào cho bé xả bớt cái năng lượng đó ra. Mong muốn được như một đứa trẻ bình thường đó thì điều đó là không thể rồi. Nhưng mà được như vậy thì cũng quá tốt rồi. Nhưng mà nếu mà được nữa thì bé có thể là hiểu biết nhiều hơn,
sau này mong lớn lên thì bé sẽ có thể tự nuôi sống được bản thân, tại vì ba mẹ thì càng nhà càng già thì không thể sống với bé được nữa. Cái điều đó là cái điều trăn trở nhất. Những cái gia đình có hoàn cảnh như vậy á, nói chung thì ngoài ba mẹ thì tất cả những người thân trong gia đình mà sống chung với bé hàng ngày á, mình phải kết hợp lại với nhau để mà dạy dỗ cho bé. Đụng cái việc gì mình cũng phải dạy bé hết. Với lại là mình phải kiên trì nữa. Tại vì những cái bé này á, thường là bé sẽ kém tập trung, nó không có nghe mình nói đâu, mình phải nói nhiều lần, mình phải kiên trì, kiên nhẫn lắm mà mình mới dạy bé. Các bà mẹ hãy cố lên. Chúng ta vừa đến hình ảnh đầu tiên đó là bé Huy. Thì theo thạc sĩ Quyên thì cái tình hình bé Huy như thế nào? Bé Huy của nhà mình, bé đều được can thiệp từ nhỏ. Nhưng mà đến thời điểm này thì bé vẫn gặp một cái vấn đề khó khăn, đó là vấn đề kết bạn, vấn đề mà tương tác với các bạn, vấn đề mà làm việc nhóm với nhau. Thì các bậc cha mẹ phải tăng cường cái việc là kết bạn cho bé. Chính xác. Cái việc mà cha mẹ sẽ hỗ trợ con có được một cái người bạn, có được một nhóm bạn, điều này rất là quan trọng. Chính phụ huynh là cái người đầu tiên, là cái người bạn của con họ cái đã. Và cũng nói với các bé xung quanh nhà là tình trạng của đứa bé con của mình, là cho các bạn đó hỗ trợ. Đó là cái điều rất là quan trọng. Đúng rồi, có các bậc cha mẹ gần như giấu luôn, sợ mọi người nói ra nói vào đó. Thường là các phụ huynh ban đầu là khó chấp nhận, nhưng mà về sau lại được các nhà chuyên gia và các nhà chuyên môn tư vấn thì họ bắt đầu họ mới mở lòng, thì xã hội có thể là hỗ trợ cho con mình tốt hơn, thì lúc đó đứa bé mới tiến bộ. Rồi, cảm ơn thạc sĩ Quyên rất là nhiều. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hình ảnh của bé Quân. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Tưởng Vũ Minh Quân, 12 tuổi. Một cậu bé với đam mê viết chữ đẹp và lắp ráp. Đến khi 3 tuổi, hành động vẫn thay lời. Khó chịu với nhiều tiếng động và sợ hãi nơi đông người. Chưa thể tự xúc ăn, thấu hiểu cũng thật khó khăn. Lên 6 vẫn chỉ bắt chước dù cho biết bao nhiêu sự cố gắng. Nhưng viết chữ là đam mê, cùng với đó là lắp ráp. Sự kiên trì vận dụng đôi tay giống như một dạng ngôn ngữ khác. Dù chưa thể lắng nghe thì mọi người có thể nhìn, để hiểu được những tâm tư em chuyển vào trong từng tạo hình. Ý thức lên nhiều và em chịu khó để tương tác, nhưng vẫn sợ trường học hay bác sĩ nhiều phương pháp. Yêu viết chữ kỹ càng vừa trắng sạch thật mịn màng, nhưng mẹ vẫn dịu dàng tin vào một tương lai chiếu sáng cho em. Câu chuyện của Tưởng Vũ Minh Quân. We wish you all the best. Hiện tại bây giờ thì mình không biết là chữ rất là đẹp, nhưng mà lúc đầu cũng khó khăn lắm, cũng cả năm thì bé mới viết được nhiều, nhưng mà vẫn là nhìn để viết lại, tại vì bé bị khiếm khuyết về ngôn ngữ, thành thử ra chủ yếu là nó kêu bằng tập chép lại. Bây giờ bé đã viết được rồi, nói cũng được khá khá rồi, nhưng mà có một số cái đơn giản thì bé sẽ tương tác được, còn mình nói câu dài quá bé sẽ không có nghe. Mình nhờ những cái công việc đơn giản thì bé sẽ làm cho mình được. Này, bây giờ buổi sáng ngủ dậy là bé sẽ tự đi làm vệ sinh cá nhân. Nếu như hôm nào mà mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho để trên bàn thì sẽ tự ngồi ăn. Còn hôm nào mà mẹ bận quá thì bé sẽ ăn ngủ cốc, thì bé sẽ tự làm từ đầu tới cuối luôn. Nó sẽ tự lấy, nó tự ăn xong rồi chuẩn bị là lấy cả vợ căn cặp là đi học thôi. Bé có một cái là trí nhớ là rất là tốt. Ảnh rất là thông minh nha. Ảnh đi ra biển thì thấy người ta chơi, ảnh thích chơi máy chơi game. Ảnh muốn cái máy đó lắm, nhưng mà ảnh sợ là ảnh về đến nhà ảnh sẽ quên mất cái máy đó là máy gì. Ảnh lấy cái móng tay á, viết lên cái bắp chân là nó sẽ nổi cái chữ lên đó. Lại gần nhìn cái máy, viết tên cái máy ra, về nhà mượn điện thoại sợt tìm cái máy đó, xong rồi đưa cho mọi người là con muốn máy chơi game. Qua quan sát của bé Quân, mình hay nói là trường hợp nặng, tức là bé không có khả năng vào được lớp 1 tiểu học bình thường. Vậy có những cái lớp nào mà thay thế những cái lớp học bình thường được? Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh mình có 24 quận huyện thì có 24 trường chuyên biệt dành cho những đứa bé không có khả năng vào được lớp 1. Thì những đứa bé đó được nhà nước của Việt Nam mình hỗ trợ cho các bé đó học một cái chương trình chuyên biệt dành cho những đứa bé nặng.
Chỉ có thành phố Hồ Chí Minh có hay các tỉnh có không thưa bác Quyên? Ở tỉnh, một số tỉnh thì vẫn có. Vì thì đây là thông tin có thể có những bậc cha mẹ mà nếu như ta phát hiện con mình mà bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ thì hãy liên lạc với các cơ quan chức năng làm cách nào để đưa các em đến trường chuyên biệt đó để các em vẫn học như các bạn bình thường. Vâng. Để các em cảm giác là mình không có bị xa rời cộng đồng. Nhưng cái điều ở đây là bé Minh Quân phải được cha mẹ huấn luyện cho kỹ năng sống. Ví dụ như là tự thay áo quần, tự đánh răng, tự rửa mặt, tự đi vệ sinh và tự ăn uống. Đó là cái điều thiết yếu nhất. Cảm ơn Thạc sĩ Quyên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với bé thứ ba, đó là bé Quyên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Quách Kiều Tú Uyên, 7 tuổi. Với sở thích làm họa sĩ và chuyên viên trang điểm. Đã từng né tránh mọi ánh mắt, dù ai gọi cũng không muốn trả lời. 2 tuổi mới nói được một chữ, hiểu được ý nghĩa đã là thành quả rồi. 3 tuổi rưỡi bắt đầu biết làm theo, giỏi bắt trước mà dày và đeo kính. 4 tuổi đi ra ngoài cùng cô giáo, nhớ được tên bạn của thơ và đọc kinh. Theo từng tuổi mọi thứ khá dần lên, từng hình thức vận động cũng dần được cải thiện, vẻ đẹp hơn hay biết chuột chân nhảy xa, chơi bóng ném khoảng cách càng ngày càng xa. Từ cá nhân dù cũng thành thạo theo từng ngày một, chuẩn bị khá đầy đủ hành trang. Em vào lớp 1 toàn biết đọc cũng đã sẵn sàng vận dụng liền, vô từng bài bản uống các động thực vật đã sẵn dụng để tự tin kết được thêm bạn thân. Trên lớp hiểu và tuân thủ nội quy, biên soạn sách vở viết thư trong tuần, kể lại được sự việc theo trình tự đi, làm việc nhà hay có loại quần áo, đến rửa chén hay có là nhặt rau, luôn hoàn thành mỗi khi được giao việc cùng tất cả bạn bè người thân, mỗi ngày vẫn tiếp tục cố gắng cùng nhau. Trên lớp hiểu và tuân thủ nội quy, biên soạn sách vở viết thư trong tuần, kể lại được sự việc theo trình tự đi, làm việc nhà hay có loại quần áo, đến rửa chén hay có là nhặt rau, luôn hoàn thành mỗi khi được giao việc cùng tất cả bạn bè người thân, mỗi ngày vẫn tiếp tục cố gắng cùng nhau. Bé Cam rất hiếu động. Ấn tượng đầu tiên với em là bé hay chạy nhảy lung tung á. Những lúc mà bé giận lên là bé hay vẽ lên những cái gương mặt mà dữ tợn á. Thì những lúc đó thì mình biết là bạn đang muốn nói cái gì với mình đó, nhưng mà bạn không nói, bạn thể hiện qua giấy. Bé Cam giống như cần một ai đó để bảo vệ, giống như Cam đang sợ đó. Thì cô tròn tay ôm lấy Cam, thì mình sẽ trao đổi với bạn, thì một tí nữa bạn sẽ kể từ cho mình nghe. Các bạn gái thì thỉnh thoảng cũng giống như là thấy cô vỗ Cam sao thì các bạn cũng bắt chước làm theo vậy. Đối với bé Cam thì cô rất là thương bé, cô xem bé giống như là người thân trong gia đình. Bé rất là đặc biệt luôn mà, bé thích vẽ, bé thích vui chơi hoạt động, bé rất vui vẻ luôn. Bé có khả năng nhớ và trả lời bài của cô rất là tốt luôn, và vẽ rất là đẹp. Thì trong quá trình học á, thì tôi sẽ khích lệ động viên bé hơn để cho bé tự tin mỗi ngày. Tôi tìm ra được một cái điều là rất là vi diệu luôn, đó là giáo dục bằng tình yêu thương. Thì lúc đó sẽ chạm tới trái tim của trẻ. Bé có nhiều điểm nổi bật và rất là thú vị là bé có thể hòa nhập được chơi cùng với các bạn. Ngoài ra thì đối với trong học thì bé cũng có những cái nổi bật, đó là bé có thể tự tính toán và viết rất là rõ. Trên lớp học thì bé cũng tích cực giơ tay phát biểu, cũng tham gia các hoạt động đầy đủ như các bé ở lớp. Dạ, đối với lại Tú Uyên thì con vẫn còn chưa được tự tin lắm, nhưng mà tương đối thì con có thể hòa nhập được với các bạn. Phát hiện lúc 23, 24 tháng á, cũng đi dẫn bé đi khám thì bác sĩ cũng có chia sẻ là giống như về dạy con như thế nào đó. Như mẹ cũng đi học, mẹ học cái gì về nói lại chia sẻ lại, cái xong ba soạn từng bài dạy vậy đó. Cái người vợ hoặc người chồng á, là người phụ đồng hành cũng là một vai trò rất là quan trọng. Mình là người khích lệ cho cái người kia để họ có động lực mà đi tiếp, tại vì cái chặng đường mà đồng hành cùng với một trẻ đặc biệt á, nó không có bằng phẳng. Ban đầu mình cảm thấy rằng là cái có một đứa trẻ đặc biệt thật sự rất là khó khăn. Nó như là một cái mảng tối trong gia đình vậy. Nhưng mà thật ra không đúng. Mình cảm thấy rằng là hạnh phúc hơn khi có con. Bởi vì con cho mình đi chậm lại, nhìn ngắm lại mọi thứ xung quanh, nhìn ngắm lại chính cuộc đời của mình, nhìn ngắm lại cuộc sống của mình để mà mình thay đổi dần. Khi mình có con đặc biệt á, hầu như là mình tách biệt với thế giới xung quanh, giống như mình muốn giấu đứa con của mình vậy. Nhưng mà khi mình can thiệp con, đồng hành con, khi con tiến bộ hơn á, thì mình cảm thấy rằng, ồ không phải, thực ra là mình may mắn bởi vì đứa con nó cho mình được làm người mẹ trọn vẹn hơn.
Như vậy là bé Quyên tình hình là nhẹ hơn là bé Quân hồi nãy đúng không bác? Dạ đúng rồi. Tuy nhiên đối với bé Quyên vẫn có gặp khó khăn trong khi đi học, đó là vấn đề kết bạn. Vấn đề làm việc nhóm với các bạn thì bé Quyên đang gặp khó khăn rất nhiều, giống như bé Quy. Như vậy là các bậc cha mẹ phải nỗ lực hơn nữa để có thể kết nối giao lưu với nhiều bạn xung quanh, với nhiều người xung quanh, để cái tinh thần bé phấn chấn lên ha. Dạ. À, đó là ba trường hợp ngày hôm nay mà Quỳ Linh cùng với thạc sĩ Hoàng Văn Quyên muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời quý vị đến với hình ảnh của Hà Phương cùng với ba bé trong ngày hôm nay. Tên Quỳnh. Trời ơi, dễ đẹp quá vậy ta. Rồi nè, Nguyễn Minh Huy, trời ơi, viết đẹp quá vậy ta. Dạ. Bé Cam. Con tên là Cam. Con tên là Cam, nghe nói con hát hay lắm phải không? Không, Cam đó là xấu đó. Cam đẹp mà. Cam đó xấu. Vậy hả? Công chúa cũng xấu luôn. Công chúa cũng xấu luôn. Trời ơi, vậy công chúa khóc rồi nha. Nói công chúa xấu, công chúa khóc quá. Thôi bây giờ làm thơ đi, đọc đi. Rồi cả tiếng con ve cũng hình vì hè nắng thôi. Nhà em vẫn tiếng ngã ơi. Để cả tiếng vọng mẹ ngồi mẹ ru. Mẹ ru có xóa mổ ru. Nay mẹ hoàng, mẹ xóa về. Con sao thức mẹ kia. Chẳng mừng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con cũng thức tròn. Mẹ là ngọn xóa của con suốt đời. Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Rồi, vỗ tay nào. Ô, sao rồi, bé không chơi nữa hả? Đang mơ gặp công chúa mà. Đang mơ gặp công chúa hả? Hôm nay công chúa Hà Phương đẹp quá, trời đất của người ta. Đúng rồi, đứng lại, đứng lại. Dạ. Công chúa Hà Phương bữa nay tuyệt vời luôn. Công chúa Hà Phương đã đưa các bé về câu chuyện cổ tích ha. Đâu hình vẽ của cô Phương đâu? Hình đây, đây là chú Hà. Quyên vẽ đây. Đâu? À. Mày ai vẽ đây? Hình ai vẽ đây? Chú Quyên. Chú vẽ của Hà Phương này hả? Ôi, của Hà Phương đẹp quá trời đất luôn rồi. Nãy giờ Hà Phương thấy sao các bé? Vui không? Vui, nãy hát làm thơ nữa. Làm thơ luôn á hả? Hát làm thơ. Em hôm nay đúng là trở thành một công chúa, một hòa tiên trong chuyện cổ tích rồi đó. Với cái tình trạng nãy giờ mình xem, mà mình xem thấy các bé chơi đó, thì thạc sĩ Hoàng Nguyên có một cái hướng nào đó để chúng ta chia sẻ với bà của Huy cũng như là mẹ của Nguyên này kia. Vâng, tự nhiên các bé khi chơi chung với nhau thì phụ huynh cảm thấy là như thế nào? Nếu mà vô chơi chung với các bạn cùng cái các bé thì các bé có thể hòa đồng hơn nhiều. Chính xác. Cái điều quan trọng nhất là những bé mà có cái khó khăn về giao tiếp khi vui chơi với nhau thì phải có phụ huynh tham gia. Đặc biệt ở đây là có sự xuất hiện người thật việc thật, ca sĩ Hà Phương làm người mẫu để cho các bé vẽ. Các bé rất là thích, cho nên quý phụ huynh lưu ý khi dạy cho con một cái hoạt động vẽ là giúp cho con cái vận động tinh, thì phụ huynh cố gắng sử dụng những cái bức tranh hoặc là những cái hình thật có thể là giúp cho con tiếp cận với một cái môn học mà các con yêu thích. Các con ơi, bây giờ nếu như các con ai vẽ hình chú Quỳ Linh nhanh nhất, bạn đó sẽ được leo lên xe cứu hỏa luôn. Phụ huynh lưu ý là khi mà có phần thưởng và phần thưởng nó phải rõ ràng thì các bé này tập trung rất là cao độ. Đây là cái mấu chốt phụ huynh cần lưu ý. Phụ huynh mà nói là có phần thưởng là phải có phần thưởng thiệt. Chính xác, ngay cả trẻ bình thường cũng vậy. Khi phụ huynh hứa gì với trẻ con là phải thực hiện cho được. Yên tâm,
chú Linh hứa là chốt xe của quả liền luôn. Đâu sẽ cái mặt chú Linh có cái miệng cái mũi đâu. Cái này chú Linh là mẫu không nào. Đó, phụ huynh thấy không? Khi phụ huynh tạo ra được những cái nét mặt, những cái ngôn ngữ cơ thể thì đứa bé sẽ tương tác, sẽ học được rất nhiều. Còn nếu các anh chị phụ huynh mà cứ suốt ngày cứ nói không thì con của anh chị khó khăn trong vấn đề tiếp nhận. Rồi, thấy chưa? Đây, hình à, có chiếc xe luôn, thấy chưa? Thôi thôi, anh Quyền Linh có xe cứu quả luôn đúng không? Và một điều quý phụ huynh lưu ý khi mà tổ chức nhóm cho các con tương tác, giao tiếp với nhau. Nếu mà một bé nào đó mất tập trung đi ra, giống như bé Minh Quân, ban đầu thì bé không tập trung, nhưng mà mình cứ vẫn tổ chức cái hoạt động vui chơi thì tự động thì bé thấy các bạn kia chơi thì các bé quay lại cái công việc của mình. Đây là một điều rất quan trọng. Vì thế phụ huynh lưu ý khi con mất tập trung, con không quan tâm tới hoạt động nào đó, phụ huynh cứ làm sao cho nó sinh động lên thì trẻ con sẽ quay lại các hoạt động đó. Đây là cái điển hình của bé Minh Quân. Rồi bây giờ đâu, coi hình của Linh coi đẹp không? Trời ơi, dễ hình của Linh đẹp quá trời của đất luôn. Thôi vậy, thấy chưa? Thấy có gì hình xấu quá vậy? Xấu quá vậy? Hình của Linh đẹp nhất có thể luôn, xuất sắc. Đẹp luôn. Quá đẹp. Rồi cảm ơn Quyên nha. Bây giờ tất cả sẵn sàng chưa, ai đi xe cứu quả đâu? Bởi vì bé vẫn đang còn cái công việc đó thì phụ huynh lưu ý một điều này nè. Khi mà mình muốn cho con mình kết thúc được hoạt động đó thì mình ra tín hiệu, có thể mình đếm, hoặc là có những cái đồng hồ dành cho trẻ tự kỷ, hoặc là có những cái túi kết thúc để báo hiệu rằng là hết cái công việc đó, chứ mình không giật các bé và mình cũng không lôi các bé đi làm cái công việc khác thì bé không chịu được. Đây là một cái kỹ thuật. Bây giờ con còn 5 lời đếm nữa là con đi giờ chuyển ha. Xuống xe của quả nào, sẵn sàng chưa? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi xuống xe, chú lên xuống cái hình này luôn. Hình cũng đẹp quá. Bây giờ Quý và Quyên sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta xuất phát nha. Lên xe con quả nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Lên xe, lên xe. Đi con quả mà có công chúa đi theo nữa. Lên đường. Rồi, rồi, nón vô mới xịt nước nữa. Nón vô rồi. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hay quá. Hôm nay chúng ta đã cứu được nhiều ngôi nhà bị cháy luôn, thấy không? Một khách sạn, một cái hotel luôn. Bây giờ mình leo lên xe cứu hỏa. Mình đi về. Đi về, đi siêu thị. Chuẩn bị, lên đường. Quý vị, bây giờ thì đội phòng cháy chữa cháy sẽ về thay đồ đi siêu thị. Điều quan trọng ở đây là phụ huynh cố gắng là xong mỗi hoạt động thì hướng dẫn cho các con tự làm và độc lập càng nhiều càng tốt, chứ đừng làm thay con. Hướng dẫn bé làm từng động tác một để cho bé hoàn thiện các kỹ năng hoạt động hàng ngày. Đó là điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhắn gửi đến phụ huynh. Cảm ơn thạc sĩ Hoàng Quyên. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi siêu thị nào. Quyên ơi, sẵn sàng chưa con? Nào nào, nắm tay nhau, từ từ đi lạc. Nắm tay nhau. Bây giờ trước đi, khi đi siêu thị thì các con sẽ vô nhà banh. Nơi đó có rất là nhiều trái cây. Bạn nào lấy được nhiều trái cây nhất, bạn đó sẽ được đi siêu thị mua nhiều đồ nhất. Sẵn sàng chưa? Rồi. Vô nhà banh. Không chen lớn, không chen lớn.
lấy trái cây cho mày lấy bánh. Không có lấy bánh, lấy trái cây. Chắc là khó quá, mà có tôi lọt tôi đi không nổi đâu rồi. Đúng rồi, bỏ má. Có trái cây không? Ai kiếm trái cây đâu? Đây nè. Đây là Quyên, Quyên. Bỏ vô. Nhiều rồi, được rồi. Rồi, bạn Minh Quân đã xong rồi. Bạn Minh Quân xong rồi. Quyên xong chưa? Cho bạn Quyên nè. Rồi, hay quá. Rồi, bây giờ mình ra với Quyên ơi. 5 4 3 2 1 Hết thời gian rồi. Trời ơi, quá trời. Chúng ta sẽ kiểm tra thành quả của ba em. Để xem. Nhiều quá. Các anh chị phụ huynh lưu ý khi dắt các bé đi chơi ở các công viên mà chơi nhóm như thế này rất là quan trọng. Khi có một số trẻ bình thường mà tham gia vào chơi nữa là điều này rất là tốt, bởi vì các bé đó có thể tương tác với nhau để mà giúp cho các bé này có khả năng hòa nhập cao hơn. Bây giờ thành quả của ba con là ai cũng có nhiều hết trơn á, rất là nhiều luôn. Ai thích ăn kem đưa tay lên. Rồi, bây giờ mình vô siêu thị cho mình đi ăn kem nha. Nào, lên đường. Thật là tuyệt vời. Một ngày bố mẹ của Quân, Huy, Quyên cùng với các em, cùng với chuyên gia Hà Văn Quyên, cùng với công chúa Hà Phương. Con thấy vui không nào? Vui không? À vui. Hả? Anh thấy thế nào anh? Thấy vui đúng không? À còn chị thấy vui không? Thấy rất là vui. Dạ, mệt mà vui. Mệt mà vui đúng không? Chạy theo kịp đúng không? À, hôm nay thì thạc sĩ Hà Văn Quyên có những cái chia sẻ gì để các bậc phụ huynh có thể có thêm nhiều cái kiến thức để hỗ trợ các em? Dạ vâng, như các bậc phụ huynh thấy là các bé có vấn đề về rối loạn phân tử kỹ đó, thì cái năng lượng của bé rất nhiều và các bé cần giải phóng cái năng lượng. Đây là những cái vận động mà các bé giúp cho các bé rất tốt khi các bé làm một cái công việc gì đó. Tôi khuyên rằng là phụ huynh nên tạo những cái group như thế này để cho các bé có những thời gian chơi với nhau. Và đặc biệt nếu mà trong cái nhóm phụ huynh có một người nào đó xuất hiện giống như ca sĩ Hà Phương thì các bé rất là thích, bởi vì các bé rất thích những cái gì mà đẹp màu sắc. Vì thế cho nên phụ huynh cố gắng là hóa thân làm sao đó để cho con mình nó cuốn hút, nó thích, thì cái điều mà đứa bé nó học được nhiều nhất đối với trẻ rối loạn phân tử kỹ. Còn công chúa Hà Phương, em cảm xúc như thế nào cả một ngày được vui chơi cùng các bé và kích thích cái tinh thần các bé? Dạ em rất là vinh hạnh để tham dự chương trình này, và khi mà em tiếp xúc với các bé giống như là con của mình vậy đó, tại mình cũng đã có em bé rồi, thì cái tình cảm của người mẹ với lại với đứa con á rất là gần gũi với nhau, và mình tiếp sức mình giúp được các bé thì rất là tốt. Và hôm nay thì các bé rất là giỏi, cho nên là chị Hà Phương gửi tặng các bé về cái sự tài giỏi ngày hôm nay. Wow. Mỗi em bé 10 triệu. Wow. Đầu tiên là bé Minh Quân. Minh Quân. Nè nè nè, con cầm. Đúng rồi. À, giỏi quá. Tiếp theo là chú Quyên ơi. Cô dâu của con. Cô dâu của con. Đây của con có luôn. Đây nè. Hai bảng bây giờ. Có hai bảng à. Bây giờ sao nè? Huy ơi. Đố nè, bây giờ cái bảng này nè, 5 cộng 5 là mấy? Cộng 5 bằng 10. Trời ơi, em ơi, cũng giống như là chị mà con có tới 2 bảng. 2 bảng luôn. Hôm nay chương trình tặng mỗi bé 5 triệu. Trong đó công chúa Hà Phương tặng thêm mỗi bé 5 triệu nữa. Như vậy là mỗi con hôm nay nhận được 10 triệu đồng. Cảm ơn các phụ huynh của các bé đã đưa các bé đến đây để tham gia chương trình. Và chúng ta hãy chia sẻ với nhiều gia đình nữa, nếu như gia đình nào có những bé với tình trạng thế này, khó khăn thế này ha, hãy đưa với chúng tôi. Và mong rằng các bậc phụ huynh sẽ liên lạc với chúng tôi cùng với các chuyên gia để có những giải pháp tốt nhất dành cho các bé. Chúc mỗi gia đình chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn thạc sĩ Chuyên đã đến đây để mà chia sẻ cùng với các bé. Chương trình kính tặng thạc sĩ Chuyên một sản phẩm của My Vita Roja.
À, như vậy là chúng ta đã có một cuộc vui chơi cùng với ba bé. Quỳ Linh thấy rất là vui. Và gần như với sự xuất hiện của ca sĩ Hà Phương có một cái phong cách đặc biệt cô công chúa thì các bé là càng vui hơn nữa. Các bé là đang được đưa vào thế giới truyền cổ tích và đến với rất nhiều cái trò chơi trải nghiệm như vậy thì Linh thấy gần như là cái trạng thái của các bé cũng có thay đổi. Và đặc biệt hơn nữa là cha mẹ của các bé lại vui hơn nữa. Và Linh nghĩ rằng là các bậc cha mẹ chúng ta hãy cởi mở lên về cái việc này, cứ trải lòng mình. Dạ, chính xác. Phụ huynh nên giúp cho các bé có những cái sân chơi rất là bổ ích như thế này. Mặc dù ba bé đều là có gặp khó khăn như nhau, tuy nhiên là các bé có thể tương tác được với nhau qua cái hoạt động vẽ thì chắc chắn là các bé sẽ tiến bộ rất là nhanh. Linh nghĩ rằng trong chương trình này chúng ta cần có thêm nhiều nghệ sĩ hơn nữa, bởi vì các nghệ sĩ hay nhất là khai thác cái tinh thần á, có cách để các bé vui hơn. Với lại hôm nay bác Quyên chia sẻ những cái kinh nghiệm, những chuyên môn cho các bậc phụ huynh thì các bậc phụ huynh mở hòa ra, nói ôi hồi đó thì tôi không biết những vấn đề này. Vì thế cho nên nếu mà để hỗ trợ được các bé trong cái chương trình mà các bé có thể kết bạn, có thể là vẽ hay là chơi một cái hoạt động gì đó, thì nhà chuyên môn sẽ hỗ trợ cho phụ huynh các công cụ để phụ huynh có thể hỗ trợ cho con tại nhà. Vậy thì mai mốt á, Linh có suy nghĩ thế này, Linh sẽ cho một vài nghệ sĩ nào hài đó, vui vui diễn tả cho các bé, tập chơi với các bé để các bé có thêm một tinh thần nó sảng khoái hơn nữa. Quá hay. Đây là một cái gọi là một cái y văn trong cái can thiệp cho trẻ tự kỷ. Bởi vì trẻ tự kỷ không có học qua lời nói của mình nhiều mà học qua nét mặt, cử chỉ, điều bộ, ngôn ngữ cơ thể thì trẻ sẽ hấp dẫn hơn và nói ngắn gọn thôi. Dạ. Tóm lại thì câu chuyện của ba bé ngày hôm nay đại diện cho rất là nhiều bé trong những cái tình trạng như thế. Thì theo bác Quyên, các bậc cha mẹ phải làm gì để có thể hướng các con đến giống như là cái tình trạng đang tốt đẹp của ba bé ngày hôm nay? Đầu tiên tôi cũng nói là nhà chuyên môn không có giúp gì được nhiều cho phụ huynh đâu. Cộng đồng cũng giúp rất là ít, mà cái người giúp nhiều nhất cho đứa trẻ rối loạn phổ tự kỷ đó là cha mẹ. Vẫn là cha mẹ. Vẫn là cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là cái người thầy của đứa bé từ lúc mới sanh ra cho đến suốt cuộc đời của đứa bé. Cùng tìm ra được những cái kỹ năng gì mà con đang có, đang mạnh. Từ đó cha mẹ hòa nhập với con và đưa con ra cộng đồng càng sớm càng tốt. Cái việc ở đây khó khăn là cha mẹ đừng tự ti. Cha mẹ đừng sợ mắc cỡ. Cha mẹ phải chấp nhận cái khó khăn của con mình để mà đồng hành với con mình. Thì cái điều quan trọng nhất ở đây tôi vẫn nói tới đó là vai trò của phụ huynh là nòng cốt. Cảm ơn thạc sĩ Hoàng Huy rất là nhiều. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay với ba bé vì cũng đã chứng kiến rồi. Nếu như gia đình nào có con em mình trong tình trạng như bé Huy, bé Quyên, bé Quân thì cũng đừng có ngần ngại chia sẻ nha quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể cùng với thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, nhiều chuyên gia trong chương trình nữa để phân tích, có thể đưa các bé đến những cái trung tâm nào đó mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị để các bé có thể sớm đến với cộng đồng tốt hơn. Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đem niềm vui đến cho các bé. Chắc chắn chúng tôi sẽ có một sân chơi để các bé có thể phát triển như bao bạn trẻ bình thường, càng nhiều càng tốt. Và sân chơi chúng tôi sẽ tiếp nhận tất cả, quý vị đừng ngần ngại quý vị nhé. Một lần nữa thì cảm ơn thạc sĩ Hoàng Quyên rất là nhiều. Cảm ơn Mai Vita đã đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Chiến thắng cùng con do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì thạc sĩ Hoàng Hồng Quyên và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cho mau khỏe để chơi với cháu nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MyVitaTron được chiết xuất từ thiên nhiên, giúp hồi phục và tái tạo mô xương khớp, hỗ trợ các trường hợp thoái hóa khớp và tăng tính linh hoạt vận động khớp. Trái tim yêu thương cùng MyVitaTron, sao cũng coi là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.